Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trước thềm chung kết Midrange International 2022, Đoàn Thiên Ân gặp sự cố sức khỏe. Cập nhật mới nhất của Đoàn Thiên Ân trước thềm chung kết Midrange International 2022 khiến người hâm mộ quê nhà không khỏi lo lắng. Ai nấy đều hy vọng sức khỏe của nàng hậu sớm bình phục để có thể bùng nổ trong đêm thi cuối. Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Thiên Ân bất ngờ đăng tải story tiết lộ đang bị bệnh, phải ăn cháo và uống khá nhiều thuốc. Kèm theo đó, nàng hậu cho biết bán kết Midrange Việt Nam cũng bệnh, giờ bán kết Midrange International cũng vậy. Hy vọng mai khỏi nha, chàng đét ơi, xuyến ơi. Đọc qua dòng tự an ủi của bản thân của Đoàn Thiên Ân, khán giả không khỏi cảm phục tinh thần của chiến binh nghìn máu này. Với lịch trình thi thố nhan sắc dày đặc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi thì việc Thiên Ân bị bệnh là điều khó lòng tránh khỏi. Trước thềm bán kết, người đẹp quê Long An cũng cho biết đã sụt 5kg trong quá trình tham gia cuộc thi. Song dẫu sụt cân nhưng Thiên Ân vẫn giữ được phong độ tốt trong phần thi bán kết quan trọng vừa qua. Đây cũng là lần thể hiện bùng nổ nhất của Thiên Ân kể từ khi cô nhập cuộc Midrange International. Đến với cuộc thi Midrange International năm nay, Thiên Ân không chỉ bận rộn với lịch trình dày đặc mà cô còn gặp phải vô số áp lực. Thậm chí người đẹp tiết lộ cô không dám đọc bình luận của fan sắc đẹp vì sợ thấy phải những lời chê bai tiêu cực khiến tinh thần đi xuống. Thiên Ân đang nỗ lực rất nhiều trong hành trình mang chuông đi đánh xứ người. Hiện đông đảo người hâm mộ thi nhau gửi lời thăm hỏi và hy vọng Thiên Ân sớm bình phục sức khỏe để cháy hết mình trong đêm thi quan trọng diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Đặc biệt ai nấy đều khuyên Thiên Ân nên giữ tinh thần thoải mái, đừng lo nghĩ quá nhiều về những bình luận không hay trên mạng xã hội vì thực tế cô đã làm rất tốt. Đại diện Việt Nam đang là một trong những ứng cử viên đăng ký cho chiếc vương miện của Midrange International 2022. Ngay từ những ngày đầu nhập cuộc Midrange International 2022, fan cũng đã soi được tình trạng sức khỏe không ổn định của Thiên Ân. Cụ thể, đàn hậu chỉ được ngủ vỏn vẹn 2 tiếng trong 2 ngày trước khi lên đường sang Indonesia tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, vết thương ở chân do tai nạn xe của Thiên Ân vẫn chưa khỏi hẳn, đã gây khó khăn không ít cho đàn hậu trong quá trình mang chuông đi đánh xứ người. Thiên Ân tranh thủ ngủ trong lúc được trang điểm vì lịch trình quá dày đặc. Xuyên suốt những ngày thi vượt qua, nàng hậu gốc Long An luôn có phong độ thi đấu ổn định và khiến người hâm mộ nước nhà không khỏi tự hào. Đặc biệt sau những phần thể hiện mãn nhãn trong đêm bán kết, Thiên Ân liên tục lọt vào top sâu trên bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Cô cũng được fan sắc đẹp nước nhà kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại đấu trường Midrange International năm nay. Đại diện Việt Nam được Sách Factor xếp hạng 6 sau phần thi trang phục dạ hội trong đêm bán kết. Cô cũng đốt cháy sân khấu Midrange International 2022 trong phần thi trang phục thể thao. Việc sức khỏe không tốt trước thềm chung kết có thể cản đường Thiên Ân chạm tay đến chiếc vương miện cao quý của Midrange International 2022 hay không? Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Lý do Thiên Ân xứng đáng vào top 5 Midrange International 2022 bằng thực lực. Theo đó, sau đêm bán kết diễn ra vào tối 22 tháng 10 vừa qua, đại diện Việt Nam trở thành một cái tên sáng, không chỉ tung skill trong phần thi trang phục thể thao, chiếc đầm dạ hội của mỹ nhân sinh năm 2000 cũng khiến cô chiếm trọn spotlight. Thiên Ân hất tóc, xuất thần ở phần thi trang phục thể thao, cô thậm chí có cái nhóm mày ăn tiền, visual không chê chỗ nào của đại diện Việt Nam trong trang phục dạ hội. Mỹ nhân khoe triệt để body trong mẫu váy kiệm vải của Đỗ Long. Ngoài ra, Midrange Việt Nam 2022 cũng có khả năng tiếng Anh trôi chảy. Cách cô nuốt mid ở các phần thi trong nước đến nhanh chóng kết bạn quốc tế, đủ để chứng minh. Hay ở những bữa tiệc đầu tiên gặp gỡ Mr. Nawaz, cô cũng thể hiện mình là đối thủ không phải dạng vừa khi đối đáp kinh tế với chủ tịch Midrange International. Cô được ông Nawaz ưu ái. Thời trang chỉnh chu là điểm cộng lớn của mỹ nhân sinh năm 2000, vốn đã có kinh nghiệm cử đại diện đi thi suốt những năm qua, ban tổ chức Việt ngày càng nắm rõ màu sắc mà Midrange International muốn hướng tới. Người đẹp lên đồ chuẩn chỉnh và có những điểm khoe body chất lượng, fan nhận xét yếu tố thời trang Thiên Ân mang đến Midrange International chẳng kém Thùy Tiên năm ngoái. Bên cạnh đó, không thể phủ nhận Thiên Ân cũng là thí sinh có lượng người yêu thích vô cùng lớn, đáp ứng câu chuyện truyền thông mà Mr. Nawaz mong muốn. Việc cô trở thành một trong hai thí sinh tranh giải Country's Power of the Year hay lọt top 4 phần trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn là minh chứng điển hình. Với những yếu tố trên, fan chắc nịch Thiên Ân có thể vào top 5 bằng thực lực của mình. Bạn nhận xét như thế nào về nhận xét này? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn phía dưới phần bình luận ngay nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.